Chiều hạ rơi liễu sương, nỗi bâng khuâng duyên phận. Nhọc nhằn bao tháng năm, áo phong sương dài sờn dài. Chuyện một đêm đắng cay, nát dạ khổ đau trăm bề. Nghèo buồn ba trắng tay, mãi luôn triền miên sống lòng. Một mai ta với ta tôi là lợi nhất đó ngâm vùi thân xác tất cả một vua gạo dâu hắc hiu má tôi dòng trôi vì dâu tôi bên đời cháu tôi đang đổi lắm quay đâu đâu. Dạ tống cổ thằng này đi cho tao dạ ông bá hộ tôi chỉ muốn vay một vua gạo thôi đêm mặt sâu mắt đời qua tiếng phố dây thôi đi đưa một cái thang lát nữa chú ba về nghèo chìm sâu đáy hồ buồn dân kinh lê đắng đắng sầu đau ước mơ ơi nỗi đau đi qua cuộc đời lòng dân lòng ai sẽ cùng chung vượt tâm tôi xây giấc mộng nó lành rồi mãi xa bể dâu nắng có vui trên phần ngờ đường trần ai với ai bởi nhân duyên như phụ nhân đời nghiệt cuộc đời đắng cay chẳng bao giờ dám mơ đến một ngày đến bao giờ có được cơ ngơi như thế này gió lại, nhớ ơi chờ ai tìm lòng chuyện hôm qua đổi thay bên này nôn nao tiếng vui cõi nhân gian mồ khơi bên đời là đâu này, Từ Hải Yến đã chết, còn Đội Kỳ thì quý trọng ta như bậc chân nhân. Kẻ thế mạng ta cũng sắp ra tòa lãnh án. Từ nay ta có thể ung dung sống một cuộc đời giàu sang phú quý.
Mày thi lại lên coi. Anh lên. Nhanh. Mày giáo phụ hả mày? Mày, ông lão này bằng tuổi cha thầy, sao thầy hổn vậy? Mày buông ra không? Đáng hả mày? Vô mày! Mày muốn làm loạn hả? Xin trời đất chứng giám, đêm nay sáu anh em chúng tôi lấy máu hòa với rượu, ăn thề kết nghĩa huynh đệ, sống chết có nhau, không thay lòng đổi dạ. Ai phản bội lời thề sẽ bị trời tru đất diệt. Xin thề, xin thề, xin thề. Tôi thay mặt tất cả anh em tới đây để chào từ biệt chú. Những gì cần làm chúng tôi đã làm xong. Có thể đây là lần gặp cuối cùng của anh em mình. Từ mai không có chúng tôi bên cạnh, chú phải bảo trọng đó. Chú nhớ là phải cẩn thận nha. Từ mai, anh không còn bên cạnh chú nữa. Nhưng anh luôn hãnh diện khi có được một thằng em như chú. Các anh ơi, cùng là anh em kết nghĩa, thề sống chết có nhau. Nhưng các anh đã hy sinh cho thằng em này nhiều quá. Trong khi em có làm gì được cho mọi người? Hãy
Bộ tôi chút rồi em. Em muốn gặp người nè. Có biết thế, coi được chưa? Chị phải về không vậy? Ôi trời ơi, ông chủ, sao tóc của ông? Trời, cậu ba, sao tóc cậu? Có gì đâu, chỉ là tóc bạc thôi mà. Cậu định đi đâu sao? Tôi về bên Thiền Lâm Từ gặp hòa thượng và các sư đệ về hôm. Chú ở nhà thay tôi lo mọi việc trong ngoài cho dẫn đường nghe. Cậu cứ yên tâm mà đi, để mọi việc ở nhà tôi lo liệu cho. Dưới tiền y phòng có mấy cụ già coi bộ yếu lắm. Chú nói thầy Năm chăm sóc cho họ chú đáo một chút. Dạ, tôi nhớ rồi cậu ba. Thôi, chào chú, tôi đi đây. Dạ. Thưa thầy, từ ngày được thầy dìu dắt đến nay, con đã có được nhiều thay đổi. Con làm được nhiều điều tốt cho đời. Nhưng dù sao, con vẫn là người trần tục. Bình thường thì nghĩ khác. Nhưng khi đứng trước sự lựa chọn, con mới hiểu hết được mình. Lòng ích kỷ, sự lo toan cho cuộc sống của bản thân vẫn còn lấn cấn. Khó khăn lắm con mới có thể phân định được rạch rồi. Thầy hiểu lòng con, nhưng con đã suy nghĩ được vậy thì những gì Phật muốn dạy con đã thấm thía rất nhiều rồi. Ngày trước con khờ khạo, con không hiểu được chuyện đời. Bây giờ khi hiểu được rồi, con mới thấy quả thực làm người không phải dễ. Con đã biết làm người không phải dễ, nhưng chân lý của Đức Phật cũng không có gì huyền bí. Không có gì khác hơn là dạy ta cách sống, cách làm người. Thưa thầy, khi con còn ngu muội, con được thầy dạy dỗ. Lúc đó, con thấy sự khôn ngoan thật là cao quý và vô giá. Nhưng khi đã được làm hạng người khôn ngoan rồi, con lại thấy sự khôn ngoan của con người thật là đáng sợ. Con thấy thế nào?
Thưa thầy, nếu người ta lấy trí khôn ngoan mà dùng vào việc thiện, thì lợi ích thiệt là lắm lắm. Nhưng nếu xài cho việc ác, điều giả trá, thì nó lại nguy hại vô cùng. Nếu con đặt tên Lê Giác đó ngày nào, thì không cần phải bạc trắng mái đầu để chiến thắng được lòng ích kỷ. Có đúng không? Nên hôm nay, con đến đây không phải để xin thầy một lời khuyên, mà... mà để từ biệt thầy và các sư đệ. Con cũng cầu mong Đức Phật che chở cho thầy. Thầy phải sống thật khỏe mạnh, bình an, để con còn hy vọng được gặp lại thầy. Còn việc thứ hai, con muốn thưa với thầy là Thiện An Đường. Thầy cũng đang lo cho số phận của Thiện An Đường. Thầy chờ nghe con nói đây. Trước hết, con xin thầy hãy an tâm. Việc con ra mặt cứu người bị hàm quan sẽ không ảnh hưởng gì đến Thiện An Đường. Con có thể nói rõ hơn. Thầy vẫn chưa hiểu lắm. Thưa thầy, lâu nay tuy con làm chủ Thiện An Đường, nhưng người đứng tên sản nghiệp này là Trần Chánh Tâm, chứ không phải là Lê Văn Đó. Nên nhà cầm quyền không có lý do gì bắt Lê Văn Đó mà lại đi tịch biên tài sản của Trần Chánh Tâm được. Thưa thầy, thầy thấy con nói có đúng không? Thầy hiểu rồi. Nhưng còn người cai quản, còn cuộc sống của bao nhiêu con người. Thưa thầy, con đã tính toán hết thảy những việc này. Làm gì cũng không thể để cho ba tánh ở đó phải khổ sở. Thiện An Đường nay đã đi vào hoạt động ổn định. Ai làm việc đấy? Nhưng xin thầy cho xin hai sư đệ Thiện Quang và Thiện Chân sang giúp một thời gian đầu, để hai đệ ấy nắm được những công việc cụ thể của Thiện An Đường. Thầy cứ yên tâm, bác Tự Chấn sẽ thường xuyên qua lại giúp đỡ, trông coi phụ hai đệ ấy. Con đi đây, thầy ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Còn hai đệ, lo thu xếp hành trang cho sớm để mà qua Thiện An Đường. Việc kê quản dưỡng đường, huynh trông kệ vào cả hai đệ. Phải ráng mà làm cho tốt, đừng để thầy buồn lòng. Nhưng mà huynh đi đâu cũng phải mau về chứ.
để còn phải về tự chăm sóc cho sư phụ. Ừ. Huynh biết. Huynh sẽ sớm quay về thôi. Huynh này kỳ cục quá à. Huynh đi đâu, sao lại giấu không cho tụi đệ biết, mà cũng không thèm nói chừng nào về nữa. Bắt tụi đệ qua bên đó làm chi? Để sư phụ ở tự có một mình à. Thôi, hai con đừng thắc mắc nữa. Bên dưỡng đường xây cất mở rộng thêm, công việc bề bộn. Bây giờ cả hai sang đó để mà phụ giúp. Khi nào xây xong thì một đứa quay về đây ở với thầy cho có bạn. Nay thầy còn tự lo được mà. Bạch thầy, vậy chúng con xin phép vô chuẩn bị để lên đường sớm. Huynh đi mạnh giỏi, nhớ về sớm với tụi đệ nghe. Huynh không được đi lâu quá đó, tụi đệ trông huynh lắm. Nhớ quay về sớm nha huynh. Thưa thầy, con đi đây. Mô Phật. Cầu xin Phật tổ phù hộ cho con. Không còn cách nào nữa hả cháu? Dạ, cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Không còn cách nào nữa đâu bác. Nếu mình cứ sống ung dung, ăn mặc sung sướng, mà bắt người khác phải sống kiếp tù đầy, khổ nhục thay mình, thì dù có làm bao nhiêu việc thiện, cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn biết quyết định của cháu là đúng, là hợp với đạo lý làm người. Nhưng sao lòng bác vẫn thấy trĩu nặng, buồn bã vô cùng. Lần này cháu phải ráng giữ mình. Không sao đâu bác. Cảnh tù đầy khổ cực cháu đã từng trải rồi mà. Cháu chỉ lo nhất một việc, là sự thật này trước mắt cháu không thể nói với hai trẻ, nên cháu phải kể nhờ đến bác. Được rồi, chuyện này cháu cứ để bác lo. Bác sẽ chọn một thời gian thích hợp mà giải thích cho chúng nó hiểu. Như vậy là cháu đã an tâm. Nhưng chỉ tiếc một điều là ngày chúng khôn lớn, cháu không thể chứng kiến cảnh chúng nên vợ nên chồng. Cháu cứ lo xa mà nói vậy, chớ ở hiền gặp lành. Bác tin nhất định ông trời sẽ phù hộ cho cháu bình an, sớm mau chóng trở về. Trước khi quyết định chuyện này, cháu chỉ có mỗi một việc băn khoăn, là đứa con nuôi Thu Dân. Nhưng một lời bác hứa đã làm cho cháu thấy yên lòng. Bác à, cháu có một ít của hồi môn để lại cho Thu Dân. Cháu xin gửi bác và cô Kim Quê giữ giùm. Khi khôn lớn, ngày nó du quy xuất giá, xin bác và cô trao lại cho nó. Thôi, cháu cứ gửi cho con Kim Quê đi, nó đang ở trong nhà đó. Dạ.
Thôi, cô ba đừng khóc nữa. Cô cứ khóc như vậy, làm sao tôi an tâm mà ra đi. Mới mấy ngày trước, anh Thế Hùng cũng vội vàng từ giả, nói không biết bao giờ gặp lại. Anh còn dặn dò tôi, có gì khó khăn hay buồn bã trong lòng thì qua bên Thiện An Đường chơi. Còn có anh ở bên đó. Lời của anh Thế Hùng gió chưa kịp thổi bay đi thì nay anh lại tới từ giả tôi. Cũng không hẹn ngày gặp lại. Anh biểu tôi đừng khóc sao cho được. Cô ba, cô từ lâu đã là mẹ của Thế Phụng. Nay cô lại nhận tiếp vai trò mẹ của Thu Dân. Ơn nghĩa này tôi không biết lấy gì để đền đáp. Nhưng tôi nay vì việc nghĩa bắt buộc phải đi. Mong cô hiểu cho tôi. Cuộc đời tôi sao toàn phải tiễn đưa rồi chờ đợi. Nhưng thôi, anh cứ yên lòng mà đi. Tôi hứa với anh sẽ chăm sóc dạy dỗ Thu Dân nên người. Cô ba, cô cho tôi gửi bộ đồ trà này lại cho thằng Bỉ. Cô nói với nó là tôi rất yêu thương và tin tưởng nó. Tôi trao lại bộ đồ vật quý này cho nó cất giữ vì tôi tin tưởng nó sau này sẽ trở thành người chánh nghĩa. Sao anh không tận tay trao cho nó mà phải qua tôi? Vì tôi không tiện nói ra sự thật về chuyến đi này trước mặt nó. Nên nếu tôi tự tay trao, sợ nó sinh nghi. Cô cứ giữ ở đây dùng. Đợi tới khi nào nó khôn lớn hẳn hoi, trở thành người đàn ông, biết gánh vác trách nhiệm, rồi thì hãy trao cho nó. Cô thay tôi nói với nó vài câu về ý nghĩa của bộ bình này. Còn đây, xin cô giúp tôi giữ những thứ này cho Thu Dân con gái tôi, để mai này làm của hồi môn. Nhưng cô nhớ cũng phải đợi cho nó lớn khôn rồi cô mới trao lại cho nó. Cho dời bị cáo ra trước vành móng ngựa. Bị cáo Lê Văn Đó. Không, tôi không phải là Lê Văn Đó. Tôi không phải, tôi là này. Tôi là thằng này. Tôi bị quen, thả tôi ra. Tôi là Lê Văn Đầy. Im lặng. Trời ơi, tôi bị quen mà. Tôi bị quen mà. Cha, cha coi đây nè. Đây là điểm thi kỳ này của con đó. Con đạt loại giỏi đó cha. Con gái cha giỏi lắm. Mà nè, con không phải chỉ có học giỏi mà còn phải ngoan nữa. Con phải biết nghe lời cậu Út Bỉ và nghe lời anh Thể Phụng nữa, nghe chưa? Cha à, cha đừng có lo. Cậu Út Bỉ với lại anh Thể Phụng thương con lắm. Ừ,
con phải lo học, phải biết nghe lời dì ba Kim quê với ông ngoại nữa nghe con. Cha à, sao hôm nay cha dặn dò con nhiều quá vậy cha? Bị à, ngày mai anh có việc phải đi xa một thời gian, nên việc học hành, chăm sóc cho Thu Dân với Thể Phụng, anh trông kệ vào em. Anh đi xa, mà đi bao lâu? Chừng nào anh về? Chuyện này anh chưa biết trước được. Còn Thu Dân với Thể Phụng, hai đứa phải ráng chăm chỉ học hành, phải nghe lời cậu Bỉ. Mai này khi khôn lớn, chuyện ở dưỡng đường cha sẽ giao lại cho hai con. Thế Phụng, con là đàn ông con trai, con phải ăn học cho thành tài, phải mạnh dạn, cứng rắn hơn nữa, để mai này con còn bảo bọc cho em con. Con nhớ chưa? Dạ. Thu Dân, con là con gái cưng của cha. Không có cha, con phải biết nghe lời người lớn và phải biết chăm sóc cho mình, nghe con. Con có tật hay ho hen, nhớ trời trở lạnh là phải quàng khăn vô cổ. Ngoài chuyện học hành, con còn phải học cách dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa. Mai này lớn lên, con phải trở thành cô gái có công dung ngôn hạnh đàng hoàng. Con nhớ chưa? Cha ơi, cha đi lâu lắm sao? Mà cha dặn dò con nhiều quá vậy. Cha đi đâu? Khi nào cha mới về? Cha phải đi làm một chuyện hệ trọng, bây giờ cha chưa tiện nói ra, cũng không biết đến khi nào cha sẽ về. Nhưng xong việc, nhất định cha sẽ trở về với các con. Anh đi đâu mà cứ dặn dò như là không trở về vậy? Em thấy lo lắm. Chú không phải lo cho anh. Bây giờ chú phải trưởng thành hơn nữa, vì trọng trách của chú rất nặng. Chú phải chăm lo cho hai đứa trẻ, rồi sau này còn phải đỡ đần cho dì Kim quê, lo cho ông ngoại của chúng.
Anh đi, nhất định sẽ quay về. Thưa quý tòa, tôi xin lặp lại. Kẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia đích thị là tên Lê Văn Đó. Những gì y biểu hiện trước tòa hôm nay cũng không khác gì trước đây. Y luôn miệng kêu oan để tìm cách chối đi tội lỗi. Được rồi, mời nhân chứng ngồi xuống. Tòa không yêu cầu nhân chứng phải giải thích thêm. Bị cáo Lê Văn Đó, tòa cho phép bị cáo nói lời cuối cùng trước khi tòa tuyên án. Lời cuối cùng? Tôi có biết gì đâu mà nói. Mà nói để làm gì chứ? Tôi chỉ muốn được về nhà. Tôi vô tội. Tại sao mấy người vô quán tôi là Lê Văn Đó? Tôi không hiểu gì hết. Thả tôi ra. Tôi muốn được về nhà. Tôi bị quan mà. Tòa tạm nghỉ giải lao 15 phút trước khi tuyên án. Tôi bị quan. Tôi là Lê Văn Đầy. Mẹ ơi cứu con. Tôi không phải là Lê Văn Đó. Tôi là Lê Văn Đầy. Mẹ ơi cứu con. Trời ơi, tôi không phải là Lê Văn Đó. Cứu con mẹ ơi. Cứu con với mẹ ơi. Thả tôi ra. Tôi bị quan. Tôi còn có mẹ và con dạy. Tôi muốn về nhà. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi muốn về nhà. Đây có phải là lời nói cuối cùng của bị cáo không? Không, tôi bị quan. Tôi không muốn nói lời cuối cùng. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Cha ơi, cha đừng đi luôn. Cha sớm về với con nghe cha. Con bây giờ còn có một mình cha. Con thương cha lắm. Thu Vân ơi, cha xin lỗi con. Cha xin lỗi con nhiều lắm. Cứu con với mẹ ơi. Thả tôi ra. Tôi bị quan. Tôi còn có mẹ và con dạy. Tôi muốn về nhà. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi muốn về nhà. Ai cũng không có tội. Ai cũng muốn được về nhà. Ai cũng muốn được thương yêu. Tất cả đứng lên, nghe tòa tuyên án. Bị cáo Lê Văn Đó, nghe tòa tuyên án. Khoan. Xin tòa đừng tuyên án. Người kia là ai? Nghe ông nói đi, nghe ông nói. Nghe ông nói kìa. Còn sao chứ? Tự nhiên cha để đâu vô vậy? Tôi chính là Lê Văn Đó. Hả? Ủa, đúng rồi, đúng rồi. Lê Văn Đó đó hả? Phải không? Sao phải không? Nãy giờ để nó bị quan rồi. Thưa quý tòa, từ từ đã. Tôi đây mới chính là Lê Văn Đó. Còn con người vô tội này mới thật sự bị hàm oan. Xin quý tòa hãy tin tôi là Lê Văn Đó. Kệ coi ông nói kìa. Xin hãy bắt tôi và tha cho con người bị hàm oan này. Cảm ơn thầy Đội Kỳ đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi đây mới chính là Lê Văn Đó.
Điều hà rơi liễu sương, nỗi bâng khuâng duyên phận. Nhọc cha thương yêu của con, con gái biên thơ này kính thăm cha. Cả nhà mình đều mạnh giỏi, ai ai cũng nhớ cha nhiều lắm. Con xin báo với cha một tin mừng. Con vừa hạ sinh được một cháu trai, nó giống anh Thái Phụng lắm cha. Con và anh Thái Phụng đều muốn cha đặt tên cho đứa cháu ngoài đầu lòng mình. Nhà mình bây giờ vui lắm nha cha. Cả gia đình và chỉ còn thấy một mình cha nữa là trọn vẹn. Bên đời là đâu. Đêm mặt sâu manh đời quang thiên phố dây nghe tiếng thương quyền bao ít nghèo dịp sâu đai tranh đoạt lợi danh buồn dân kinh lê đăng đăng con người đâu, thật là ngốc nghếch ước mơ ơi nỗi đau có tất cả rồi cũng để chết mà thôi. Ai sẽ cùng chung vượt tâm tôi xây lời dân đó này rồi cũng sẽ chết rồi mai xa bể dâu nắng có vui trên phần đường trần ai với ai lại không muốn có một cuộc đời vinh hoa phú quý được tỏa sáng như những ngôi sao. Nhưng nếu phải dẫm đạp sâu xé đồng loại để được sung sướng thì ta thà là ngọn cỏ thì yếu đuối nhưng biết nương tựa vào nhau trước gió rồi. Bên đời